Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Thì lời đầu tiên thì chúc cô bác anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an ha. Thì hôm nay coi như là ngày thứ bảy của anh chị, thì chúc cả nhà chúng ta coi như là có một ngày thứ bảy và chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì tiếp tục cái câu chuyện drama, hôm nay em sẽ bàn với chủ đề của anh chị, một cái chủ đề mà coi như là em tự tìm tòi khám phá ra ha, của anh chị. Rất nhiều câu hỏi của cô anh chị và cả em nữa đặt ra là tại sao những người ở bên kia là khi một cái sự kiện sự việc gì không liên quan dính dáng đến cô Nguyễn Phương Hằng, giống như cái sự kiện ở trên tòa án Thủ Dầu Một đó. Tòa án Thủ Dầu Một là coi như cái có một cái anh YouTuber tên là Bảo đó bị mấy anh em coi như là mấy chị em phụ nữ tác động vật lý. Thật ra thì vấn đề đó là do coi như là những mấy anh em đó là những người mà trên 18 tuổi, đã đủ cái như là cái quyền tự chủ quyết định của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên thì tại sao những cái kênh bên kia, kể cả Đức Hỉnh rồi những cái kênh Liệt Sư lại coi như là vu khống quy chụp cho bà Nguyễn Phương Hằng, đó là đệ tử của bà Nguyễn Phương Hằng, đàn em của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó họ không đưa ra được một cái bằng chứng cơ sở là những người đó là làm những cái việc đó dưới sự điều khiển của bà Nguyễn Phương Hằng, hay các anh chị. Và đặc biệt mới đây các anh chị cũng thấy khi mà tới nhà coi như là Liệt Sư Thanh Từ Trần, thì các anh chị thấy rồi, những anh em đến đó và tự động anh em tới, và các anh em cũng lớn hết rồi ha, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật hết rồi. Nhưng mà đến đó cô Nguyễn Phương Hằng đâu đến đâu, cô Nguyễn Hằng đến sau. Nhưng mà cái lúc mà coi như là va chạm với nhau thì bên kia cũng vu khống, cũng đem coi như là cô Nguyễn Phương Hằng ra. Và các bác anh chị cũng thấy là coi như là ngay chỗ nhà của nhà báu Hằng Nico cũng vậy, hay không anh chị. Cái lúc đầu từ 9 giờ sáng đó thì Dung Mama cũng vậy, mặc dù coi như là không thấy cô Nguyễn Phương Hằng đến, cô Nguyễn Phương Hằng nói là 9 giờ mới tới, nhưng mà vẫn coi như là quang vu khống quy chụp cô Nguyễn Phương Hằng, nói là những cái hành động này là của cô Nguyễn Phương Hằng. Hắn có quá chị. Thì ở đây nó có một cái vấn đề gì đó mà rất là bất thường, nên em cũng muốn đi tìm hiểu tại sao họ không có một cái cơ sở, một cái lý luận gì mà họ nói như vậy. Họ nói như vậy thì coi như là cái sức thuyết phục của họ nó đâu có cao các bác anh chị. Nhưng cái này không hề đơn giản các anh chị. Đây là một cái chiêu cực độc, chiêu cực hiểm đó các anh chị. Và đã được coi như là nghiên cứu hay các anh chị, không phải đơn giản đâu, biến đúng thành sai, biến cái tào lao, cái không có cơ sở thành coi như là giống như là kiểu là mưa dầm thấm đất, mưa dầm thấm lâu rồi các anh chị, chơi kiểu mà ám thị các anh chị, chiêu này là con ghê gớm. Và em coi như là em cũng muốn nghiên cứu, tại vì mình phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng các anh chị. Và cô bác anh chị cũng nên biết để biết tại sao những người này họ cứ ra vậy đó, trong khi những người khác làm nhưng mà coi như vẫn kéo cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng vào, cô Nguyễn Phương Hằng vào, và họ sẽ coi như là tạo một cái hiệu ứng tâm lý đối với chúng ta. Thì những người mà coi như là có hiểu biết lý lẽ và theo dõi ngay từ đầu drama thì chúng ta sẽ không bị lung lay, nhưng mà với những cái người mà chưa vững về tâm lý, chưa hiểu kỹ về cái câu chuyện này, thì các anh chị nghĩ sao? Sẽ có lúc họ lung lay, và họ những cái kênh này chủ yếu là họ làm vậy để gieo vào đầu những cái người đó, gieo vào đầu vào những cái người mà yếu bóng vía, yếu tâm lý, yếu tinh thần, là một cái vấn đề là bà Nguyễn Phương Hằng gắn với việc mà những việc làm xấu, và bà Nguyễn Phương Hằng đến đâu cũng có liên quan đến vấn đề mà mất an ninh trật tự, có những chuyện lộn xộn xảy ra. Đó, không hề đơn giản quá chị. Và chúng ta nói như vậy là nói theo quan điểm của chúng ta là coi như là xuyên tạc chống phá, nhưng không phải, nghe quá chị, xuyên tạc chống phá cũng đúng thôi, nhưng mà ở đây họ chơi một cái chiêu gọi là coi như là chiêu cực độc cực hiểm, mà áp dụng theo coi như những gì mà người ta đã nghiên cứu rồi, chứ không phải đơn giản quá anh chị. Đây ha, em sẽ cho các anh chị, đây là một cái chiêu là gọi là hiệu ứng chân lý ảo tưởng, điều khiển tâm lý khách hàng bằng độ lập, nghe các anh chị. Có nghĩa là biến cái sai thành đúng, hen, biến cái đúng thành sai, hen, rồi biến cái không thành có thành không, bằng cái việc mà lặp lại thôi các anh chị.
Cụ thể là hang đây là cái này là người ta nghiên cứu, là đây là cái chiêu truyền thông á, cô bác chị thấy đó. Đó. Tại sao mà coi như là những tờ tờ báo mà nó nhiều tờ báo mà đăng một cái nội dung mà 50 con mèo á. Nên ở này cái là tôi nói luôn ha, một số khán giả này là lũ lương chứ không ai đó vô nói là cái gì là không có gì mới, không có thông tin gì mới, rồi lấy thông tin có đến hiện trường không, lấy thông tin con em, rồi nếu mà để mà coi như là phá lại cái mà cái chiêu độc mà cực hiểm này của bên kia thì phải cần rất nhiều anh em lên tiếng, mặc dù cùng một nội dung nhưng mà anh em sẽ lên tiếng diễn đạt với một cách khác nhau hả cô anh chị đó. Tại sao có những tờ báo họ đăng cùng một nội dung hả, được thì anh không có ý kiến đó. Tại sao bên kia coi như là lập lại vu khống thì không ý kiến đó. Còn ở đây là coi như một khán giả nếu mà ngồi chính chính nghĩa mà vô nói là ủng hộ anh em mà nói thế này thế kia thì là không phải là chính nghĩa của anh chị ha? Chả làm được gì được hết mà cái ý kiến cái cò đó. Đây là cái lũ lương nó nói chung là nó lẫn lộn vào ha? Nó giả bộ của anh chị ha? Bọn này thì mua hàng cái bẩn thì có anh chị có thừa rồi ha? Hôm nay em vạch mặt nó luôn ha? Và đây nói thẳng luôn ha, để còn cái như phá lại bẻ lại những cái chiêu độc này thì cần rất nhiều anh em lên tiếng ha? Càng nhiều càng tốt để bẻ lại những cái lập luận bên kia đưa thông tin sự thật đó, làm cho cái chiêu này nó bị gãy hay các anh chị đó, làm cho những cái nào người nào mà coi như là đang mơ mơ ảo ảo chân hứa chân ráo đó người ta cũng có luồng thông tin để kiểm chứng. Các anh chị nghĩ coi, giả tỷ ngày xưa đi các anh chị những người lớn tuổi ngày xưa hay gã ăn gái đó, hay là đi điều tra lai lịch của một anh nào đó đến một cái vùng nào đó ha. Nếu mà cô bác anh chị vô một cái vùng nào đó mà nghe một cái người nào đó mà nói về không tốt về cái anh này thì chưa chắc cô bác anh chị tin ha. Tại vì cô bác anh chị nghĩ là coi như là chắc ông này là ghét thế này kia, tại vì mình đang có cái tâm lý là quý cái cậu này mà muốn cậu này làm con rể mà thì coi như đang điều tra là muốn cậu này là tốt để mà coi như là không còn lấn cấn gì. Nhưng khi mà chúng ta đi vào một cái vùng đó mà nghe một người thì không có gì ha, 5 người không có gì ha, nhưng mà 10 người thì bắt đầu lung lay, 100 người thì thôi ha, về kêu, kêu, kêu 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 con gái kiếm thằng khác gấp em có anh chị đó. 1.000 người đó nó không phải đơn giản đâu, đó là cái vấn đề mà chúng ta đã được nghiên cứu rồi ha. Đó, tâm lý cảm xúc nó sẽ bị lung lay ha. Rồi đây cái chiêu này hay cái chiêu này ha. Nên cô Nguyễn Phương Hằng và cô bác anh chị cả nhà ta cẩn thận, em sẽ đọc cho quá chị nghe cái nội dung của cái chiêu này ha. À, hiệu ứng chân lý ảo tưởng điều khiển tâm lý khách hàng bằng độ lặp. Độ lặp là lặp đi lặp lại đó, lặp đi một lặp lại một cái điều mà tào lao ý đao thành coi như là in vào đầu người khác luôn, và nhiều khi người ta lung lay luôn. Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi rằng tại sao sự lặp lại có thể biến sai thành đúng không? Hay con chị lặp lại biến sai thành đúng luôn nha. Hay có nhiều doanh nghiệp cứ nhai đi nhai lại một đoạn quảng cáo suốt ngày đến mức bạn cảm thấy nhàm chán và có thể nhớ được cả đoạn quảng cáo đó. Đó là một cũng là một chiêu đó các bác chị. Đó chính là hiệu ứng chân lý ảo tưởng trong kinh doanh đó. À, này hiểu chưa các anh chị? Vậy hiệu ứng chân lý ảo tưởng là gì? Hàng ngày trên các trang mạng, báo đài, TV vẫn thường xuất hiện những thông điệp quảng cáo chẳng đúng với thực tế một tí nào hết. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng họ làm như vậy là để làm gì chưa? Khi mà nhiều thông điệp chỉ vừa nghe thôi, bạn đã cảm thấy nó hết sức phi logic. Thấy không? Mặc dù đưa thông tin coi như là xuyên tạc, đó, không đúng, không có cơ sở về mặt hàng, thông tin phi logic nhưng mà cũng có cái tác dụng đó các anh chị chứ không phải đơn giản đâu. Đây là một chiêu rất là độc hiểm. Và tại sao họ lại chịu chơi bỏ ra nhiều tiền để cho những mẫu quảng cáo tưởng như vô nghĩa này lại lặp đi lặp lại đến mức nội sản phẩm của người ta mà người ta còn chơi chiêu này nữa thì cô bác anh chị nghĩ sao ha? Bạn đã tò mò đúng chỗ rồi đấy, chẳng có gì là vô nghĩa hết. Nên nhớ rằng không có bất cứ một nhà chuyên gia nào lại đổ tiền bạc vào những điều vô ích và không có lợi với họ hết. Họ đã sử dụng hiệu ứng chân lý ảo tưởng để biến sai thành đúng theo biện pháp tưởng như điên khùng nhưng lại cho ra hiệu quả vô cùng lớn.
ấy của anh chị đừng có đùa nha. Cô Nguyễn Phương Hằng nên coi như là cẩn trọng vấn đề này nha. À, chứ không phải đơn giản đâu. À, và hiện nay cô Nguyễn Hằng mất lòng báo chí là cũng hơi căng đấy nha. Về vấn đề mà truyền thông á, họ cứ canh me cái điểm mà coi như là bất lợi cho cô Nguyễn Phương Hằng đưa lên không, còn những cái điểm mà tốt, những cái điểm mà coi như là cô Nguyễn Hằng làm được có lợi cho cộng đồng thì họ không có đưa, rất là độc. Hiệu ứng chân lý ảo tưởng có tên tiếng Anh là Illusory Effect. Theo hiệu ứng này, chúng ta thường có xu hướng tin một thông tin nào đó là đúng chỉ đơn giản vì chúng ta tiếp xúc với thông tin đó đủ nhiều. Nó phải không anh chị? Đó, cứ lặp đi lặp lại. Đơn giản là nếu mỗi ngày bạn nghe đi nghe lại một thông tin nào đó, thông tin này mà bạn chưa kiểm chứng hoặc không có cơ hội kiểm chứng, thì bạn sẽ có xu hướng cho rằng thông tin này là chính xác hơn những thông tin mới nghe lần đầu. Thấy của anh chị thấy chưa, họ lặp đi lặp lại ha. Giống như coi như đi điều tra con rể đó, 10 người nói gần kêu lung lay, 100 người 1.000 người là lung lay liền đó. À, để bạn hiểu hơn vấn đề này thì tìm hiểu ha, tìm hiểu ví dụ ha anh chị, một thí nghiệm để tìm hiểu về tầm ảnh hưởng của hiệu ứng chân lý ảo tưởng đã được ba nhà khoa học Husserl, Goldstein và Turpino tiến hành vào năm 1977. Cái này người ta nghiên cứu từ lâu rồi. Thể lệ của thí nghiệm này như sau: người tham gia sẽ được mời để đánh giá độ chính xác của 60 câu khẳng định, có cả khẳng định đúng và khẳng định sai. Nghe có vẻ hợp lý nhưng rất khó phân biệt được độ chính xác. Ví dụ như bóng rổ thành môn thi Olympic vào năm 1925, và người tham gia thí nghiệm sẽ được phép đánh giá 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 tầng. Chỉ có 20 câu là được giữ lại, còn những câu khác đều sẽ bị thay đổi ở mỗi lần. Và kết quả là những câu được xuất hiện nhiều từ lần đầu tiên, 20 câu từ lần thí nghiệm đầu á, được đánh giá là có độ tin cậy cao hơn các câu khẳng định chỉ xuất hiện một lần. Hãy qua anh chị, mặc dù nó không đúng nhưng mà nó xuất hiện nhiều hơn thì nó được mọi người đánh giá ở mức độ tin cậy nhiều hơn. Như như bạn đã thấy, kết quả của thí nghiệm trên là rất đáng sợ. Theo anh chị thì bây giờ em nói chiêu này độc hiểm lắm, nó chi phối khả năng điều khiển nhận thức đúng sai của con người chỉ bằng cách lặp lại thông tin nhiều lần. Nhiều trường hợp còn nguy hiểm hơn, đôi khi ta đã biết thông tin nhưng trong vô thức chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lặp lại này đó của anh chị. Không phải là cái ảnh hưởng những người mà coi như chưa biết thông tin đâu, những người chưa biết thông tin vẫn bị ảnh hưởng lung lay. Ba nhà khoa học trong ví dụ trên đã rút ra kết luận cái mà sự lặp lại được đánh vào là phần mô thức chứ không phải là phần lý trí. Do đó, việc có hiểu biết, có tư duy logic đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn ta bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng chân lý ảo tưởng. Đó, quá anh chị. Ghê không? Nam dạch chân đó. Cái chiêu thức của bên kia, chiêu này rất là nguy hiểm nha. Nha. Ngay cả chúng ta, nhiều người là coi như là bị lung lay, coi như là rời bỏ cô hàng cũng cũng bị cái hiệu ứng chân lý ảo tưởng này, bị cái như là dính độc bên bên kia. Đó, bởi nhiều của anh chị á, hay coi cả cơm bên kia, nó coi rồi xong rồi nhiều khi bị lung lay không biết làm hay luôn, bị cái hội chứng này. Nên mà có lợi phiên của anh chị xem chi mất công mà tức là lên máu nữa đó. Có nhiều cô quá anh chị đó cũng chia sẻ, trời ơi tức quá rồi cô coi chi vậy, coi chi mất công ảnh hưởng sức khỏe vậy. Có cô cũng nhận ra, có cô cũng nhận ra, nói trời ơi cô đâu coi đâu đó, coi nó mất công tức thêm à, đi coi mấy con không mà vui vẻ vô nói chuyện đó. À, cô anh chị ghê gớm không, này không hề đơn giản nha các anh chị, nên cả nhà chúng ta cẩn thận nha, và cô Nguyễn Hằng cũng cẩn thận. Và để mà coi như là bẻ gãy được cái chiêu thức này thì rất cần ha, hiện nay cô Nguyễn Hằng chọn kênh mạng và kênh Facebook, YouTube đó rất cần nhiều tiếng nói chứ. Bây giờ mình vô nói thông tin có mới không, thông tin thì chỉ có một thôi, làm gì có thông tin mới, nhưng mà cách truyền tải, cái cách mà nói nó khác nhau. Báo chí coi như một thông tin nó cũng đăng lên tất cả tờ báo thôi chứ làm gì có tờ mới mà kiểu này kiểu kia, xuyên tạc kiểu này kiểu kia.
ông này ông kêu ông kia ông giống như ông chủ tịch Bình Thuận ông bị lụm đó, thì báo chí đăng lên, không lẽ là thằng trước đăng rồi mấy thằng sau nghỉ hết à? Đó, mấy thằng báo chí nghỉ hết à? Đây là những cái con lương đó, chứ không phải là chính nghĩa mà không có so bì gì đâu, so đo gì đâu, không có ủng hộ anh em mà coi như tính toán gì đâu ha. Biết đâu người ta ở nhà, nhưng mà cũng có một số anh em người ta đi, người ta truyền thông tin về ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đó, một cái chiêu mà em cứ tìm tòi nghiên cứu đó, có câu là biết người biết ta, trăm trận thông thắng ha. Cẩn trọng, rất cẩn trọng, rất thâm độc ha, rất độc ha các anh chị. Rồi các anh chị nhớ comment và cho ý kiến về cái video này ha, nhớ comment bình luận và cho một like để tăng đề sức tương tác của video. Và có anh chị nào chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau. Bye bye.